Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Phú Vinh, huyện Định Quán vừa tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vận động các hội viên tích cực thực hiện tiêm nhắc lại vaccine phòng bệnh COVID-19 và thực hiện phong trào phụ nữ 5-0, 3 sạch, tiến tới thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã đã trao 45 suất học bổng Nguyễn Thị Định năm học 2022-2023 cho 45 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn xã. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, gồm 400 tiền mặt và 10 quyển vở tập do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Phú Vinh vận động mạnh thường quân tài trợ với tổng trị giá 22,5 triệu đồng.